Rồi, tiếp tục giao lưu với mọi người cặp mai lý. Cặp này thì nó cao hơn 1 mét nha mọi người. Những cây lùm này không? Hai cây sát bên trận lửa ra này. Đó, do nhu cầu của anh em hồi sáng lúc trình quay clip á, thì anh em bảo lựa một cặp mai lớn đó. Thì trình đã lựa ra và nó có mạch hoa. Nói chung hoa này là hoa thơm nha mọi người, đảm bảo hoa thơm. Chứ không phải là mình nói mình tôn vinh quá nha. Trong hoa thơm thì mình nói thơm ha. Đó. Cái này thì hiện tại thì nó cao cái này á, cao là tầm gần 1m2. Cặp này thì Trịnh lựa ra nên Trịnh giao lưu là giá là 900 ngàn một cặp này nha mọi người. Đó. Hoa giáo thôi nhưng mà giáo bông rất là đẹp. Đó. Giờ tầm trưa rồi cho nên là bây giờ nó cũng xuống màu với lại cánh nó cũng bắt đầu nó nhanh rồi mọi người. Đó, rất đẹp. Toàn là hai cái này là một cốt hết nha mọi người, có gốc đớn hết. Nè mọi người không? Coi. Nói chung cặp này thì Trịnh bán theo cặp nha mọi người chứ không có bán lìa nha. Cho hai cái này nó đồng đều quá. Xé lìa ra thì nói chung là cái cây nó tiếc ha. Chung là mình bán không được chạy hàng á, thôi nói chung là mình giao lưu cặp cho nó đẹp, đó. Chung hoa đẹp. Ai có thích giao lưu cặp này và alo trình qua số điện thoại 0849020790. Hoa cực kỳ đẹp luôn, hoa cánh tròn, cánh tròn này 8 cánh, này. Chung từ 6 đến 8 cánh nha mọi người. Đó. Hoa đẹp ha, dòng giá đồng tiền nha mọi người, rất là tròn, nó xếp rất là tròn luôn, lọc lá thì một cây khỏe mạnh nha mọi người, yên tâm. Chung mấy đợt trước thì Trịnh bán cũng nhiều anh em rồi, nói chung phản hồi rất là ok, chung cây Trịnh là hoàn toàn khỏe mạnh đó. Trịnh chia ánh nắng cho mọi người thấy cái sắc hoa này ha, quá đẹp đi, mà nó có hương thơm thoang thoảng đặc trưng của cái mai nữa ha. Nhìn rất là hấp dẫn, giá có 900.000 thôi mọi người. Đó. Lọc nó này à. Rồi ai có thích thì giao lưu sở hữu nha. Xin chào, cảm ơn mọi người đã xem hết video rồi nè.